Chương trình cổ nhạc Vân Lan. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình cổ nhạc Vân Lan với Mai Chân và Phạm Khanh. Thưa quý vị, nhân cái ngày kỷ niệm 100 ngày mất của soạn giả Viễn Châu thì chúng tôi xin nhắc lại thông báo của Đoàn Nghệ thuật Sân khấu Văn Lang cũng như là Hội Ái hữu Nghệ sĩ Hải ngoại là chúng tôi sẽ tổ chức cái chương trình lễ cúng 100 ngày của soạn giả nhạc sĩ Viễn Châu tại hội trường Việt Báo ở trên đường Moran thuộc thành phố Westminster lúc 11 giờ sáng, vào cửa hoàn toàn miễn phí. Xin mời quý vị đến để chúng ta cùng thắp nén hương nhớ lại công lao của soạn giả Viễn Châu, người đã góp phần rất lớn cho cái nền cổ nhạc cải lương, và cũng như là đến để mà nghe lại những bài ca, những lời hát, những câu mà soạn giả Viễn Châu đã viết qua những giọng ca rất là quen thuộc trong cộng đồng miền Nam chúng ta. Xin nhắc lại một lần nữa, 11 giờ sáng ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 tại hội trường Việt Báo trên đường Moran thuộc thành phố Westminster. Nói đến soạn giả Viễn Châu, luôn luôn lúc nào soạn giả Viễn Châu cũng đều có bốn câu thơ. Tại vì Minh Hùng cũng đã hát những bài hát của soạn giả Viễn Châu, cho nên thì bây giờ Minh Hùng ngâm bốn câu thơ để gối đầu cho bài Vòng Cổ, câu 1, câu 2. Thường thường là lối thơ hoặc là ngâm thơ. Yeah. Cánh chim về tổ chờ mây xa, liệu biết sầu ai quanh nắng ta. Người đẹp đâu rồi cái nhớ bóng, lang đình còn đồng dấu hài quá. Và sau đây là bốn câu thơ khác nói lối gác vô câu Vọng Cổ số 5, cũng qua giọng ca của nghệ sĩ Minh Hùng. Hương tóc mơ màng hương cô nhân, người xưa lưu lạc bước phong trần, hồn thơ rũ rượi sầu ngắn cách, lá chết rơi nhiều nguyện gió đông. Trong bài Vọng Cổ, Phàn Lê Huê tiết linh sang bốn câu thơ tâm sự của Phàn Lê Huê gác vô bốn câu Vọng Cổ như sau: chân gối hừng hờ, chân gối lẻ, phần hương lật lạc phần hương tàn, bao nhiêu thương nhớ bao nhiêu lệ, mong ước thôi rồi chiều nhớ tan. Trong khi đó, trong bài Cô Hàng Cà Phê, bốn câu thơ nói lối trước khi vô Vọng Cổ câu 1 như sau: gió thổi tơi bời sắc lá bay, mưa rơi từng giọt mái hiên ngoài, em ngồi lặng lẽ bên khung cửa, hướng nẻo chân trời để nhớ. Và đây bốn câu thơ gác vô câu 5 cũng bài Cô Hàng Cà Phê. Chiều xuống lâu rồi mưa vẫn tuôn, ngoài kia phố thì hắt hiu buồn, tôi nghe rười rượi hồn du tử, hướng nẻo chân trời để nhớ ai.
thơ trong tuồng, trong các bài ca vọng cổ của soạn giả Viễn Châu thì nhiều lắm. Mặc dầu Viễn Châu biết rằng anh làm thơ không phải để trở thành thi sĩ, không phải để nổi tiếng với thơ, nhưng anh biết làm thơ nên các bài thơ vọng cổ của anh cũng êm ả như thơ vậy. Đúng ra anh viết lời ca vọng cổ với một tâm hồn thi sĩ, tâm hồn lãng mạn đã yêu thơ từ thuở thiếu thời. Mưa lạnh rung rung gió giạt dời, thành đô bỗng chốc hoa tiêu xa. Đôi dây khoan nhạc cười dây rứt, năm ngọn cung thương khóc sừng sờ. Tháng lụng năm tàn già heo hắt, quê người xứ lạ trẻ bơ vơ. Chiều nay có kẻ nhiều tâm sự, nước mắt hòa trong nhạc giới thơ. Cảm hay ơn nghệ sĩ Minh Hùng rất là nhiều. Những cái lời thơ, những câu thơ của soạn giả Viễn Châu đã hay, mà qua giọng ngâm của nghệ sĩ Minh Hùng lại càng còn hay và nổi bật hơn nữa. Và tiếp tục thì Mai Chân xin cũng nói tiếp về soạn giả Viễn Châu. Kính thưa quý vị, tôi thử làm một bài toán cộng để hình dung cái khối sáng tác đồ sộ của anh Viễn Châu. Tuy biết rằng chất lượng tác phẩm không tính bằng những con số, mỗi bài vọng cổ hồi xưa 20 câu, sau đó rút còn 12 câu. Trong những thập niên 60 rút lại còn 6 câu, rồi còn 4 câu. Với các bài bản nhỏ, tôi lấy một bài như bài vọng cổ ông Lão Chèo Đò. Đếm thử số chữ trong 4 câu vọng cổ, gồm luôn thơ nói lối, gác vô vọng cổ thì thấy bài vọng cổ đó được 501 chữ. Chỉ lấy 500 chữ làm chuẩn mà tính thử thì 2.000 bài vọng cổ nhân cho 500 chữ. Nghĩa là Viễn Châu đã viết 1.000.000 chữ trong các bài ca vọng cổ của anh. Nếu cộng thêm hơn 50 tuồng cải lương của anh, số chữ trong một tuồng cải lương phải nhiều gấp 50 lần một bài vọng cổ. Vậy thì số chữ Viễn Châu dùng để bày tỏ tâm tình thương mây khóc gió, nói lên tình cảm chân quê của người thôn giả Việt Nam, con số đó phải kể đến hàng chục triệu chữ. Mỗi bài vọng cổ có ít nhất là 8 câu thơ. Tính chung 2.000 bài vọng cổ, Viễn Châu đã viết 16.000 câu thơ. Khi về Việt Nam, tôi có dịp nói chuyện này với thi sĩ Kiên Giang. Anh ta cười chào khả năng sáng tác thơ của Viễn Châu, nhưng kết luận là Viễn Châu không phải là thi sĩ chuyên về thơ. Anh ta làm thơ để thay đổi văn phong trong các bài vọng cổ, trong tuồng. Chớ nếu Viễn Châu là thi sĩ chuyên về thơ thang mây khóc gió như kiểu Kiên Giang, Hà Huy Hà, là anh ta đói nhăn răng. Mỗi bài vọng cổ như được viết như một chuyện tình ngắn, một bài thơ tâm sự. Mỗi bài đều có nhân vật khác nhau, tâm tình khác nhau, câu chuyện khác nhau. Vậy thì 2.000 bài vọng cổ là 2.000 câu chuyện ngắn khác nhau. Những con số liệt kê ra đây xem qua thật là dễ nể, dễ sợ. Nói về Viễn Châu thì thiệt là có nhiều chuyện để nói. Chỉ riêng 200 bài ca vọng cổ hài hước của anh do Văn Hường, Hề Sa, Hề Minh, Hề Quới thì cũng là 200 chuyện châm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội. 200 chuyện vui lật tẩy bề trái của xã hội, ghi dấu một thời kỳ va chạm của phong tục tập quán xưa cũ và cái nếp sống văn minh tiến bộ mới. Và thêm vào một vấn đề văn học và âm nhạc cần đề ra đây để mong có một sự góp ý của những nhà âm nhạc học, của những bậc thức giả, đó là sáng kiến của Viễn Châu khi thực hiện. Những bài vọng cổ tân cổ giao duyên, Viễn Châu là người đầu tiên viết và kiên trì phổ biến loại tân cổ giao duyên trong hai thập niên 60-70 và đã từng gây ra
một cuộc tranh luận trên các báo chí văn nghệ trong nước. Có người ủng hộ và có kẻ chỉ trích, và Tân Cổ Giao Duyên vẫn được tồn tại và phát triển. Vậy thì nên hay không kết hợp tân nhạc vào cổ nhạc trong một bài ca? Tôi nghĩ rằng về phương diện tán thành hay phản đối sẽ có nhiều lý giải rất hay, bổ ích cho học thuật văn nghệ trình diễn của chúng ta. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục với chương trình Cổ Nhạc Văn Lang hôm nay. Có công đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là ngành sân khấu cải lương, một nghệ thuật văn hóa đặc trưng truyền thống của dân tộc, nhất là sự tồn tại của bản Tân Cổ Giao Duyên, những tuồng cải lương giá trị và ngón đờn lỗi lạc trong công cuộc cống hiến nền văn học cho đất nước. Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Hải Ngoại tổ chức ngày cúng tuần 100 ngày qua đời của soạn giả Viễn Châu vào lúc 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 5 2016 tại Hội trường Việt Báo, địa chỉ 14541.